Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn từ từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu phòng hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bà bảo 75.000 cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh. Đây ạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhá. Đây ạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000 gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhá. À, combo số 1 gồm có là phi điệp năm cái phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn trên màn hình hiện đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp năm cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa năm cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? À, mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhá cả nhà nhá. Tiếp theo cây phi điệp năm cánh trắng hiển oanh viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, năm cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp năm cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà các bạn nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp năm cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp năm cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo, combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân. Gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhòe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đó. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75 nghìn. Nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60 nghìn thôi nhé cả nhà nhé. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhé. Ngày hôm nay gia đình em Thảo có tổng thể là 14 lô thanh lý này. Gồm có 9 lô hàng cây phi điệp sổ số như là hòn hèo, năm cánh trắng hiển oanh, năm cánh trắng phú thọ, hồng mỹ nhân, hồng yên thủy, châu như, mắt đỏ hòa bình, mắt nai đúng không ạ? Là những cái dòng em Thảo đang bán. Và đây là những cái hàng cô chú anh chị hoàn về và gia đình em đã chăm đến 1-2 hôm mà nó đã tươi trở lại rồi. Đó. Mỗi một lô của nó gồm có là 7 cây em bán với giá là 300.000. Vị chi lá tính ra chỉ có khoảng tầm 40-41 nghìn một cây thôi đúng không ạ? Đó, em có 9 lô. Đó, 9. Phi điệp gái nhảy, ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về đây ạ. Và đây là hàng gieo hạt dành cho cô chú anh chị sưu tầm. Mỗi một chậu của nó gồm có 2 thân và hiện tại thì cây đã thắt ngọn rồi ạ. Cây đã đứng ngọn rồi nhé cả nhà nhé. Và mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 14 cho đến 15 cm, gồm có 2 thân. Đó, anh chị em còn nhìn thấy này, rất là xinh xắn và dễ thương đúng không ạ? Và hiện tại thì cây đã đứng ngọn rồi nên là gia đình em Thảo sẽ bóc ra để gửi cho cả nhà. Đó, như cả nhà đang nhìn đây ạ, đây chính là cái giấy mà em hay gói hoa đây, em sẽ bọc như cả nhà đây. Thì như thế này thì anh chị em sẽ đỡ mất nhiều tiền cước và cây của mình sẽ được đảm bảo bởi vì là mua về. Thì anh chị em cũng sẽ thay chậu đúng không ạ? Em combo 2 chậu là 250 nhá cả nhà nhá. Phi điệp gái nhảy combo 2 chậu là 250, tính ra chỉ có 125.000 một chậu thôi đúng không ạ? Mà có 2 thân rất là xinh xắn và dễ thương. Đó, đẹp quá. Hoa lan Korat Koki là dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Hoa rất là thơm và cực kỳ là dễ trồng. Và cô chú anh chị có nhìn thấy đây chính là giò hoa lan Korat Koki 31 năm tuổi của hoa lan Đỗ Nghĩa tại Hà Nội.
Và Korat Koki nó là kết quả của mối tình rất là đẹp giữa hoàng nhạn và cửu bảo tiên đúng không ạ? Nên là Korat Koki có vòi hoa rất là dài và rất là thơm, và đặc biệt là có cái màu hoa rất là tươi sáng đúng không ạ? Rực rỡ đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, đây là những cái hàng để làm giống. Cả nhà có nhìn thấy đây ạ, những bé rất là khỏe đúng không ạ? Hay ăn chóng lớn và cực kỳ là dễ nuôi. Đó, anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa Korat Koki này thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta làm giống. Em Thảo bán với giá là 250.000 được 2 chậu. Đó, bán lẻ là 130.000 một chậu nhé cả nhà nhé. Rất là xinh xắn và dễ thương. Đó, Korat Koki. Và cái gì có đôi thì nó vẫn là hoàn hảo nhất đúng không ạ? Nên là anh chị em 250.000 được một đôi rất là xinh xắn và dễ thương của Korat Koki.